Hello anh em nhá. Mời anh em ngắm em cánh trắng đuôi trắng ôm cống này các bác ơi, cánh ôm cống nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy là cánh ôm cống rất là tốt các bác nhá. Em này ôm cống cực kỳ nhạy luôn các bác. Anh em nào bộ kết em ôm cống này thì alo cho em nhá. Đấy, chim mà hot rất là cao cầu luôn các bác nhá. Nhưng mà mỗi cái là chim nó chưa được căng hẳn các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy đây cánh này, cánh chuẩn bị ôm cống tiếp cho các bác xem nhá. Em này cánh cực kỳ nhạy luôn các bác. Đấy các bác thấy không, cánh ôm cống rồi các bác kìa. Ôi cánh rồi các bác kìa, cánh ôm liên tục các bác nhá. Em này ôm rất là đẹp luôn các bác. Anh em nào bổ kết em này thì alo em nhá. Đấy các bác thấy không, chim bắt đầu hót lắc lư gật gù rất là cao cầu luôn các bác nhá. Rất là đẹp các bác nhá. Anh em nào nuôi sung em này mà đi dàn giáo chơi thì chơi cánh thì lên khi treo lên dàn thì nhìn rất là đẹp đấy các bác. Chim mà rất là cao cầu các bác nhá. Các bác có thể thấy là chim này chuẩn bị ôm cống thế này các bác này. Em này chơi cánh rất là tốt các bác nhá. Ôm cống cũng khá là ok luôn. Mà em thì chim mới về hôm qua các bác, nên là chưa được căng hẳn các bác nhá. Thank you.
Rồi các bác ơi, chim nó cũng chưa được căng hẳn nhá. Em xin phép dừng clip tại đây nhá. Mà clip em được 6 phút rồi. Chào tất cả các bác nha. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá.